Miếng bánh cuối cùng. 6 chiếc bánh thịt nướng. Đây là một câu chuyện có thật trong tuổi thơ của Kadokura Kichojiro, chủ tịch một công ty tư vấn, một doanh nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Bố Kichojiro đã đi làm về rồi đấy à? Vâng ạ, hai bác cũng vừa xong việc ạ. Hai bác cũng vừa xong, giờ về nhà sớm chuẩn bị cơm tối. Nhà con có thiếu gạo không? Sang bác cầm tạm một ít về mà dùng. Dạ cảm ơn hai bác, hôm nay con vẫn còn ít gạo nấu nốt cho tụi nhỏ bác ạ. Hy vọng thời gian khó khăn này sẽ sớm qua thôi, đất nước chúng ta sớm vực dậy được. Chắc chắn rồi ạ. Những ngày đầu hè 1951. Con mời bố mẹ và các chị ăn cơm ạ. Ừ, mình và các con ăn cơm đi. Cứ ăn cơm gạo mạch và dưa muối hoài thế này chán quá. Ngày mai mẹ nấu món khác cho chúng con ăn được không mẹ? Con không thích ăn thì có thể bỏ đũa xuống đi ra ngoài, đừng vội vĩnh. Bố đã dạy phải tiết kiệm, con quên rồi sao? Con không thấy nhà ta đang nghèo khó, bố mẹ phải làm lụng vất vả để trang trải cho gia đình mình. Từ đây về sau, bố không muốn nghe con nói những câu tương tự như thế nữa. Dạ. Kichojiro ơi, nhìn xem nè, chúng tớ có bánh thịt nướng ngon lắm, mùi thơm lừng luôn. Bánh thịt nướng béo ngậy, thịt rất mềm và thơm, hôm nào tớ cũng ăn mà không chán. Các cậu cho tớ một miếng với, tớ chưa được ăn bao giờ. Eo ơi, bánh thịt nướng mà cậu chưa ăn bao giờ á. Nhà Kichojiro nghèo lắm, nhà cậu ấy chỉ có gạo mạch và dưa muối thôi, đồ nhà quê. Hôm nay Kichojiro đi chợ xách đồ cho mẹ nhé. Tân lệnh. Ước gì mình có thật nhiều quần áo đẹp và đồ chơi mới thì thích biết bao. Nhưng nhà mình còn nghèo, và bố luôn dặn mình là phải tiết kiệm. Ôi, bánh thịt nướng kìa, thơm quá à. Và được ăn một chiếc bánh thịt nướng sẽ tuyệt biết mấy. Mẹ ơi, con có chuyện gì thế con trai? Sáng nào đi học các bạn cũng khoe là có bánh thịt nướng ăn, con thèm lắm, thật sự rất muốn một lần được ăn bánh, có được không mẹ? Nhà mình đang khó khăn, con cố gắng ít hôm đi, bố nhận lương mẹ sẽ mua cho cả nhà mình ăn nha. Nhưng con thèm bánh thịt nướng lắm, chẳng phải ngày nào nhà mình cũng ăn dưa muối và gạo mạch còn gì, con chán lắm rồi. Với lại con đã được học sinh giỏi rồi, mẹ cũng đã hứa con được học sinh giỏi sẽ được mẹ thưởng mà. Mẹ sẽ tặng cho con một phần thưởng khác. Giờ thì chúng ta về thôi nào Kichojiro à. Con muốn ăn bánh thịt nướng con. Bánh thịt nướng con. Đây là số tiền anh ứng lương, em ráng chi tiêu tiết kiệm cho đến cuối tháng nha. Vâng mình, em lo liệu được mà. Mình cứ yên tâm, mình vất vả quá rồi. Thôi thì cố dè sẻn để cho các con và chồng mình một bữa ăn ngon. Lâu lắm rồi cũng chỉ ăn cơm dưa muối và gạo mạch, tội cho tụi nhỏ. Kichojiro cũng vừa được học sinh giỏi, mình cũng muốn động viên thằng bé một chút. Thôi được rồi, Kichojiro đứng lên đi con, mẹ sẽ đi mua bánh thịt nướng cho cả nhà mình ăn nha. Thật ơn, mẹ mua bánh thịt nướng cho cả nhà phải không mẹ? Tệ quá à. Cô ơi, cho tôi 6 chiếc bánh mì thịt nướng nha. Dạ, của quý khách đây ạ. Chắc là ngon lắm đây. Mình ơi, anh về rồi. Hôm nay mình nấu món gì mà thơm thế? Vẫn như mọi hôm em nấu thôi mà. À, hôm nay á, em vừa đi lên phố mua cho Kichojiro ít đồ dùng học tập để chuẩn bị năm học mới. Bố của Kichojiro hôm nay có mệt lắm hay không anh? Về đến nhà gặp em và các con là bao nhiêu mệt mỏi trong anh tan biến hết. Thôi, anh đi tắm rồi ăn cơm cùng mấy mẹ con nha. Sao em lại mua những chiếc bánh mì thịt nướng này? Rõ là gia đình chúng ta đang khó khăn, em phải biết tiết kiệm để lo học phí cho các con chứ. Hoàn cảnh kinh tế nhà nước như thế nào em cũng rõ, anh đã mệt mỏi với bao nhiêu thứ phải chi tiêu, không ngờ ở nhà mấy mẹ con lại tiêu xài hoang phí như vậy. Hôm qua anh cũng đã nói anh chỉ còn được 10 đồng chi tiêu đến cuối tháng. Em mua bánh mì thịt nướng này
thì sắp tới nhà mình nhịn đói à? Em có nghĩ tới hậu quả không? Nếu mẹ nói ra sự thật thì tất cả sự tức giận và nóng nảy của bố sẽ trút cả lên mình mất. Chỉ tại mình vòi vĩnh mà mẹ mới mua bánh. Em còn khóc nữa, cứ như anh đã mắng oan cho em vậy. Chúng ta phải chắc chiêu từng hạt gạo. Bao nhiêu người còn khó khăn hơn ấy chứ. Tất cả chỗ bánh sáng này em mang đi trả cho người ta đi. Chỉ vì mình mà mẹ bị bố trách mắng như vậy. Giá như mình không đòi hỏi thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi. Bố có hơi lớn tiếng. Bố xin lỗi. Thôi thì nhà mình cùng ăn bánh nha. Lâu lâu nhà mình ăn ngon một bữa. Được ăn hả bố? Đúng vậy. Nào, cả nhà mình cùng ngồi vào bàn ăn đi. Mẹ Kiyoshiro. Nào, mấy bố con ăn đi. Bánh ngon quá. Lâu lắm rồi cả nhà mình mới được ăn ngon như thế này ha. Bánh thịt nướng ngon quá à. Hương vị thật tuyệt vời. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với mình. Vì áp lực gánh nặng trên vai nên có đôi lúc tôi quá khó tính và nghiêm khắc. Mong mình hiểu. Tôi biết lúc chiều mình cố tình mua 6 chiếc bánh thịt nướng là mình nhịn phần mình cho bố con tôi. Mình vẫn luôn hy sinh như vậy. Sau hôm đó, mẹ chẳng bao giờ trách mắng tôi một lần nào. Từ đó đã ghi sâu trong lòng tôi bài học về tình yêu và sự hy sinh lớn lao, không oán không giận của mẹ dành cho tôi. Sự âm thầm chịu đựng của mẹ khi gánh vác trách nhiệm cho những việc tôi làm đã in sâu trong trái tim tôi đến tận bây giờ. Điều đó luôn nhắc nhở tôi phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để có sự thành công ngày hôm nay. Trị thói bần tiện. Xưa ở một ngôi làng nọ, có một lão điền chủ rất bần tiện. Bần tiện đến nỗi cả vợ lão cũng không chịu nổi mà bỏ đi. Những người làm của lão suốt ngày bị lão săm soi, không ít lần bị đổ oan. Hôm qua mình nhớ là có cả thảy 15 miếng. Hôm nay ăn hết 8 miếng, mà sao giờ còn có 5 miếng? Thằng ở đâu? Dạ, ông gọi con ạ. Mày làm gì dưới bếp mà lâu thế kia? Dạ, con đang ăn dở bát cơm nguội. Mày ăn cơm với gì? Dạ, con ăn quả cà muối ạ. Ông bị mất 2 miếng giò, có phải mày lấy ăn không? Dạ, dạ, con nào có dám lấy miếng nào. Con thề, con có lấy miếng nào thì trời đánh chết con. Con rùi qua mặt ông, ông cũng biết là rùi đực hay rùi cái. Đừng có hòng mà giấu ông cái gì. Mai đã đến ngày gặt cánh đồng bên làng Đông. Mày nhớ đi ra chợ mua ít thức ăn. Phải thuê đám người làm nên cần chuẩn bị trước. Vâng, để mai con đi chợ sớm. À, để tao đi với mày. Nếu không mày lại quen thói ăn bớt, ai mà biết được. Đúng là vắt cổ chạy ra nước. Mày vừa nói gì? Dạ, dạ, con có nói gì đâu ạ. Ông ơi, mua ít thịt được không? Không được. Tiền đâu mà đãi mồm cá ngảo ấy. Lựa món gì để lâu ngày mà không hư thì mua. Thế thì lựa cá khô ông nhé. Có mà để được hàng mấy tháng. Không được, cá khô nhạt thế. Bọn nó ăn vẫn tốn lắm. Thôi, ông nghĩ rồi. Ông với mày ra mua 2 bao muối, rồi về ướp cá vào đấy. Thế là ăn được lâu, cá lại không bị thối ương. Lũ người làm ăn dè thì lâu mới hết. Thế thì mặn chát, ai mà ăn được ông? Gớm, có mà ăn là quý lắm rồi. Không ăn thì nhịn, mày có đi mua không thì báo. Bán cho tôi 2 bao muối này. Vâng, ông cho tôi xin 2 đồng, cộng thêm với 5 hào để tôi cho người chở hàng về cho ông. Ấy, không cần. Làm gì mà phải tốn đến tận 5 hào, cứ để thằng ở nhà tôi nó mang về nhà cũng được. Nhưng 2 bao muối to thế này, tôi sợ anh ấy không đủ sức vác nổi. Phải đấy thưa ông. Gì chứ, có 2 bao muối, làm gì mà không mang nổi, cứ để nó vác. Mệt, mệt quá ông ơi. Nghỉ một chút ông nhé.
Mới có chút mà đã mệt. Mày đúng là ăn hại quá. Chỉ tốn cơm là giỏi. Ôi, ông ơi, đau quá. Đốt xương sống của con có khi bị thương mất rồi. Trời ơi, thế thì mày vẫn cố gánh hai bao muối này về, chứ làm thế nào bây giờ? Ông ơi, thế thì cả xương sống của con gãy mất rồi. Rồi lại phải gọi thầy Lan, có khi tốn đến chục đồng. Xong con lại phải nằm nghỉ đến tháng trời nữa đây. Cái thằng ăn hại, thế làm gì bây giờ với hai bao muối? Đấy, tốn 5 hào ông không muốn. Giờ phải khổ thế này đây. Hay là ông chịu khó gánh thai con, chứ giờ giữa đường giữa nẻo thế này. Thằng này láo, mày lại dám bảo ông phải gánh muối hả? Ông ơi, hay là mình đi giấu tạm hai bao muối dưới đám lau sậy gần mép sông kia, rồi mai mình đến sớm lấy xe bò trở về, chứ giờ trời tối mất rồi. Lỡ người ta thấy lấy mất thì sao? Ông ơi, lo gì, ai mà xuống cái mép sông đầy lau sậy ấy làm gì chứ? Thôi được, ai bảo mày vô dụng không vác được bao muối, giờ thì đành thế thôi. Thế là xong. Thôi về đi. Đi sớm thế này thì cốc sợ đứa nào phát hiện ra bao muối của ông. Thằng kia, sao chẳng thấy đám lau sậy nào nữa cả? Muối của tao đâu? Không xong rồi ông ơi, đêm qua nước nổi lên ngập luôn chỗ ông con mình để muối rồi. Hôm nay là ngày con nước lên mà. Cũng tại mày ngu quá. Mau xuống mò muối lên cho ông. Ông ơi, sâu lắm, con chẳng thấy gì cả. Ôi, đồ ơi, cứu ông. Ông không biết bơi. Ông ơi, chờ con chút, để con tìm muối rồi kéo ông lên sau nhé. Cứu! Con sang cứu ông ngay vậy. Ông ơi, ông tỉnh chưa? Mình xuống tìm muối tiếp thôi. Tìm cái đầu mày ấy. Mày suýt hại chết ông rồi, mày biết không? Tại ông cứ giục con mò bao muối cho ông đấy chứ. Chả phải vừa rồi con cũng vừa liều mạng cứu ông mà ông nói con thế. Ông ơi, thấy có cần mua lại hai bao muối không? Tao cấm mày từ nay nhắc đến từ muối nữa, biết chưa? Sự tích cây roi. Ngày xưa có một người thầy nổi tiếng là dạy giỏi và hiền lành. Tiếng lành đồn xa, một hôm có 3 người trẻ tuổi đến xin ông nhận vào học. 2 anh là con nhà nghèo, còn 1 anh là con nhà giàu, không muốn học nhưng bị bố bắt ép. Học thầy thì phải học cái hay, cái tốt trước, rồi sau mới học cái chữ, cái nghĩa. Học giỏi thì được khen, học kém thì phải phạt. Dạ. Thầy không phạt bằng roi. Thầy có con ốc này thay cho roi, nên thầy gọi nó là con ốc roi. Học giỏi thì nó sáng lên như đèn, học kém thì nó sẽ đen dần lại như than. 3 người học trò học được 1 năm thì 3 con ốc đã đổi thành 3 màu khác hẳn. 2 anh con nhà nghèo thì con ốc đeo ở cổ ngày càng sáng ra, 1 con sáng trắng, 1 con sáng hồng. Còn con ốc của anh nhà giàu thì cứ đen dần và ngày càng đen thẫm lại. 2 anh con nhà nghèo vừa làm thuê kiếm sống vừa đến học thầy. 2 anh học giỏi lại biết đối xử với mọi người rất tử tế và lễ độ. Còn anh con nhà giàu thì mãi say mê rượu chè, trai gái, ngay cả với thầy, anh ta cũng chê và nói xấu. Cha có biết lão thầy ấy nói cha thế nào không? Sao? Nói gì ta nào? Lão ta nói con học kém vì cha ngu dốt, mò khắp người cha cũng không kiếm được lấy nửa chữ. Được, dám khinh thường ta, để rồi lão sẽ biết tay. Này thì tội dám nói xấu ông chủ của ta này.
cho ngươi cháy thành than luôn, cho hết luôn cả chỗ dạy học nữa. Ôi, nhà của thầy cháy rồi, mau cứu thầy tôi. Trời ơi, nhà của thầy cháy rồi, thầy biết sống sao đây? Thưa thầy, nhà con tuy nghèo nhưng cũng có một túp lều ở tạm. Nếu thầy không chê, thầy hãy tới nhà của con ở. Trời, học hành đúng thật là đau đầu, ta không học nữa. Còn mày nữa, tao cứ đen ngòm thế này, đã thế tao vứt đi, đeo thế này cho bẩn người. Ôi, sao tự dưng lại đau thế này? Công tử, người sao vậy? Ta không thể thở được. Ôi, công tử, phải không? Công tử chết rồi. Không hiểu tên thầy đồ ấy yểm bùa gì vào con ốc mà làm con ta chết oan như vậy. Người đâu? Người đến nhà, lôi lão ấy đến đây cho ta hỏi tội. Để ta xem, chúng đang nói chuyện gì nào. Hai con hãy nói thật cho thầy rõ, vì sao con ốc của hai con này sáng trắng, con kia lại sáng hồng. Thưa thầy, chúng con cũng không hiểu vì sao ạ. Thôi, con không phải giấu thầy nữa. Có phải con là con gái giả trai không? Cái gì? Thưa thầy, vì phép vua không cho con gái đi thi, nên con đành phải làm như vậy. Thầy biết, nếu để lộ ra thì con sẽ bị tội chém đầu. Thầy biết hai con là người tài giỏi, thầy sẽ giấu kín việc này. Thầy tin là sau này, hai con sẽ giúp ích lớn cho đời. Con cảm ơn thầy ạ. Được rồi, tin hay đây. Được rồi, cứ để cho các ngươi lên kinh ứng thi đi. Lúc đó, tội chết có thoát đằng trời. Hai người học trò nghèo lên kinh đi thi. Người con gái đỗ nhất, người con trai đỗ nhì. Chúng ta đỗ rồi. Bảng vàng vừa treo lên thì tên nhà giàu cũng kịp nhờ người tâu với nhà vua là ba thầy trò nhà kia dám chống lại lệnh vua. Cũng may là ở trong cung có một cụ già giữ ngựa, cụ rất ghét tên vua độc ác, nên cụ nhờ người báo tin cho hai người học trò nghèo biết chuyện không hay xảy ra. Thầy rất hiểu lòng và rất quý hai con. Hai con hãy trốn đi, nghe thầy. Đời thầy chỉ có nghề dạy học và chuối ốc này. Thầy cho hai con để hai con tiếp tục nghề của thầy. Thầy ơi! Hai người lánh vào một khu rừng ít người lui tới. Về sau, khi tên vua tàn ác bị giết và một vị hoàng tử được nhân dân quý mến lên thay, thì hai người lại vâng theo lời thầy dạy, trở về làng mở lớp dạy học. Họ sống một cuộc sống vui vẻ với việc dạy học. Khi hai người chết đi, họ nằm cạnh nhau và từ mộ hai người mọc lên hai mầm cây rất đẹp. Và khi cây ra hoa, kết quả, thì đó là một thứ quả lạ, nhìn giống như những con ốc roi ngày nào. Người ta gọi đó là quả roi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!